Tại Hà Nội thì các quán bar, vũ trường, karaoke đã phải dừng hoạt động hơn một ngày nay. Thành phố cũng đã tiếp tục yêu cầu từ 0 giờ ngày hôm nay đóng cửa các quán game, các quán internet trên địa bàn. Đến nay Hà Nội đã ghi nhận 19 ca dương tính với Covid-19 ở nhiều quận huyện khác nhau, trong đó hơn một nửa là quận Nam Từ Liêm và đa số đều liên quan tới ổ dịch ở tỉnh Hải Dương. Hà Nội cũng đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm không chỉ cho F1, F2 mà tới cả F3. Tổng cộng, thành phố đã lấy được gần 15.000 mẫu. Ngành y tế thành phố xác định đợt dịch lần này có tốc độ lây nhiễm rất nhanh, thời gian phát bệnh cũng rất nhanh. Dự kiến trong hôm nay, thành phố cũng sẽ có thêm chỉ thị mới để nâng cấp độ phòng chống dịch. Đối với các nhà thuốc, thì đề nghị các nhà thuốc quản lý và nắm bắt chặt và có cái theo dõi về để khai báo y tế đối với các người dân đến mua thuốc ho, cảm cúm hoặc là sốt, là các địa phương tiếp tục quản lý chặt về số lượng người dân ấy mà đi nước ngoài trên địa bàn các khu dân cư, để yêu cầu các gia đình có cái cam kết về việc khai báo khi các cá nhân này quay trở lại trong nước chúng ta. Trong đợt dịch này có tới 20% số ca nhiễm bệnh là không hợp tác để cung cấp thông tin. Đây là thông tin được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 cho biết. Tỷ lệ các trường hợp là F1, F2 tự giác khai báo cũng ít hơn hẳn các đợt dịch trước. Cụ thể là 99,5%, tức là gần như là không qua khai báo cả. Điều này ảnh hưởng ra sao tới công tác phòng chống dịch? Chúng tôi đã kết nối với ông Nguyễn Thế Trung, Tổ thông tin đáp ứng nhanh, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 để có thêm thông tin. Thưa ông ạ, các trường hợp F1, F2 hoặc thậm chí là cả F0 không chủ động khai báo hoặc là cố tình từ chối khai báo gây khó khăn như thế nào cho việc truy vết của chúng ta? Chúng ta hình dung rằng là con virus này bây giờ nó chạy nhanh gấp đôi, thì có nghĩa là chúng ta chỉ có một nửa thời gian để mà chặn cái lây nhiễm này. Cái thời gian khai báo đấy chúng ta phải quý từng giây từng phút một. Nếu mà chúng ta phải cử người đến gặp người ta, ghi chép lại và xác định đấy là F1, và cái thời gian đấy có thể kéo dài hàng tiếng, thậm chí đến hàng ngày, thì có lẽ là chúng ta đã rất là chậm so với cả cái tiến trình của con virus này. Còn nếu mà người dân chủ động khai báo thì có thể ngay trong một giây, một phút sau là cơ quan y tế đã có thông tin, và qua đó là đã có thể yêu cầu là người dân đấy tự cách ly cũng như là các biện pháp phù hợp. Hiện tại thì chúng ta có những giải pháp gì ạ? Phải nói là chúng ta đã có rất nhiều công cụ và được truyền thông liên tục. Kể cả những người rất là quan tâm đến chuyện thông tin cá nhân thì có thể cài Blue Zone, hoàn toàn không lưu thông tin cá nhân nhưng mà biết được thông tin khi mà có F0 chúng ta thành F1 hay không. Hay là những cái công cụ rất đầy đủ để khai báo về sức khỏe của mình, cũng như là phản ánh đầy đủ các thông tin là ứng dụng nCoV và cái tờ khai y tế. Chúng tôi đã đưa thêm một công cụ nữa là antoancovid.vn /khai báo để cho những người nhớ lại được những trong lịch sử vừa rồi, trong 10 ngày vừa rồi, chúng ta có những tiếp xúc gì với F1, hay chúng ta có nghi ngờ gì, hay chúng ta có những sự kiện nào cần phản ánh thì cần đưa lên. Đấy, và công cụ này thì trong một ngày vừa rồi, chúng tôi đã nhận được trên 2.000 cái phản ánh thông tin rất có giá trị. Vâng, xin cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi. Và cũng xin được nhấn mạnh lại là đợt dịch này không giống các đợt dịch trước đây, bởi đây là loại virus biến thể, tốc độ lây lan nhanh hơn. Do đó, việc mỗi người dân chúng ta chủ động khai báo luôn là rất cần thiết, góp phần quan trọng vào công tác khống chế dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan.